Mới đây, Trường Đại học Quảng Bình xác nhận 136 viên chức và người lao động chưa được nhận lương từ 2 đến 8 tháng. Do khó khăn về công tác tuyển sinh, nguồn thu của trường giảm nên việc trả lương và các chế độ liên quan đến người lao động chưa thực hiện theo quy định. Ngày 11 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết đã có cuộc họp khẩn để tháo gỡ khó khăn về nợ lương giảng viên, nhân viên ở Trường Đại học Quảng Bình. Trong cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chia sẻ với những khó khăn vướng mắc hiện nay của nhà trường, nhất là việc nợ lương với số tiền khoảng 7,5 tỷ đồng của hàng trăm giảng viên và nhân viên, đồng thời cho rằng trường Đại học Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp nên chịu trách nhiệm về nguồn thu để trang trải các hoạt động, trong đó có việc chi trả tiền lương cho người lao động. Trước mắt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị trường Đại học Quảng Bình tạm khoanh số nợ lương của giảng viên, nhân viên trong gần 8 tháng qua đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan dự kiến cho trường ứng trước khoảng 2,5 tỷ đồng từ kinh phí bồi dưỡng giáo viên phổ thông năm 2024 để tạm chi trả cho người lao động trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bên cạnh đó, ngành chức năng tạo điều kiện cho trường thực hiện 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trong năm nay để mang lại nguồn thu nhất định Trường giả soát lại cơ sở vật chất để cho thuê, phục vụ các hoạt động thể mỹ của cộng đồng, vừa hạn chế tình trạng xuống cấp, vừa tạo nguồn thu. Trước đó sau vụ hiệu trưởng và kế toán trưởng của trường Đại học Quảng Bình bị kỷ luật, mới đây Bảo hiểm xã hội tỉnh này công bố trường đang nợ 232 cán bộ nhân viên tiền bảo hiểm xã hội với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Trường này thuộc top 10 những đơn vị nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động nhiều nhất. Thưa quý vị, chiều 11 tháng 1, nhiều cư dân đã hoảng loạn tháo chạy khỏi chung cư Gen Tower, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh khi thấy một căn hộ ở tầng 18 bốc cháy. Khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 1, căn hộ tại tầng 18 chung cư Gen Tower ở số 35 quốc lộ 1, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy. Lúc này hệ thống báo cháy của chung cư kích hoạt, phát hiện vụ việc, hàng trăm cư dân vội hô hoán tháo chạy theo cầu thang bộ thoát ra ngoài đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 12 đã đến hiện trường. Cảnh sát đã dùng xe thang tiếp cận theo đường xe thang và cầu thang bộ dập lửa, đồng thời hút khí độc ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, vụ hỏa hoạn được khống chế. Hiện lực lượng chức năng quận 12 đang tiến hành thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Được biết, trung cư Gen Tower được xây dựng trên diện tích hơn 2.900m2, gồm 18 tầng và một tầng hầm. Ngày 11 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2023. Tại cuộc họp báo, Thiếu tá Đỗ Bảo Liêm, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa cung cấp thông tin về vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang làm hơn 600 học sinh nhập viện, một em tử vong. Theo Thiếu tá Liêm liên quan đến vụ việc này vào ngày 23 tháng 11 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 317 Bộ luật hình sự xảy ra tại trường I School Nha Trang. Trưởng phòng tham mưu cho biết đến nay công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại trường I School Nha Trang ngày 17 tháng 11 năm 2022 làm một học sinh sinh năm 2016, quốc tịch Malaysia tử vong và gần 700 học sinh bị ngộ độc. Kết quả xét nghiệm của viện Pasteur Nha Trang phát hiện mẫu cánh gà chiên và nước mắm trong bữa ăn trưa tại trường iSchool Nha Trang có các vi khuẩn là những tác nhân gây độc tố. Ngày 23 tháng 11 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường iSchool Nha Trang. Chiều 11 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Long An cho biết đội Cảnh sát Đường Thủy chạm Bến Lức trong lúc tuần tra kiểm soát đã kịp thời cứu một người đàn ông nhảy cầu tự tử. Trước đó trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, khu vực cầu Bến Lức 2, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Tổ tuần tra kiểm soát của đội cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Long An trong lúc đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng người dân trên cầu Bến Lức 2 hô hoán có người nhảy cầu. Ngay lập tức tổ tuần tra kiểm soát phát hiện một người đàn ông đang đuối nước dưới chân cầu Bến Lức 2. Lực lượng cảnh sát giao thông nhanh chóng áp sát, kịp thời cứu người đàn ông đưa lên bờ. Người đàn ông cho biết ngụ ở xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do làm ăn thua lỗ trong buôn bán chứng khoán khoảng 500 triệu đồng nên người này đã điều khiển xe mô tô đi một mình đến cầu Bến Lức 2, bỏ xe trên cầu rồi nhảy xuống sông tự vận. Chiều 11 tháng 1, các đội thuộc dự án NPA Renew đã xử lý thành công một hầm đạn 80 vật nổ, gồm đạn cối, pháo, lựu đạn, còn sót lại từ thời chiến tranh ở thôn An Mỹ, xã Do Mỹ, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Trước đó vào sáng mùng 10 tháng 1, các đội giả phá của NPA Renew phát hiện một hầm chứa đạn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh trong lúc đang triển khai giả phá một khu vực ô nhiễm bom mìn tại do Mỹ. Các vật nổ được tìm thấy ở độ sâu khoảng 50cm, gồm 80 vật nổ là lựu đạn, cối và pháo. Khoảng 70 vật liệu nổ được phá hủy an toàn tại chỗ, 10 vật nổ còn lại chứa phốt pho được vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung để xử lý. Đến 14 giờ cùng ngày, hầm đạn được xử lý hoàn tất và an toàn. Kể từ tháng 11 năm 2023, NPA Renew triển khai 4 đội để giả phá khu vực ô nhiễm có diện tích 48 hecta ở thôn An Mỹ. Nhiệm vụ giả phá dự kiến sẽ kết thúc vào giữa tháng 1 năm 2024, làm sạch diện tích đất trên để người dân mở rộng canh tác, trồng trọt hoặc chăn nuôi phát triển kinh tế. Thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới Starbucks đang phải đối mặt với cáo buộc quảng cáo sai sự thật khi lấy cà phê và trà từ các nhà cung cấp vi phạm nhân quyền đài NBC của Mỹ cho biết một nhóm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã cáo buộc Starbucks lấy cà phê và trà từ những trang trại vi phạm nhân quyền và lạm dụng lao động, trong khi đó thương hiệu này lại quảng cáo sản phẩm của họ xuất xứ từ nguồn cung có đạo đức. Ngày 10 tháng 1 vụ kiện được đệ trình lên tòa án thành phố Washington của Mỹ. Nội dung của đơn kiện cáo buộc rằng gã khổng lồ về cà phê đang đánh lừa công chúng khi tiếp thị rộng rãi bằng cam kết các sản phẩm của Starbucks đều đến từ nguồn cung ứng 100% có đạo đức, nhưng thực chất Starbucks lại cố ý tìm nguồn cung ứng từ các nhà cung cấp vi phạm nhân quyền và lạm dụng lao động từng được ghi nhận trước đó. Theo bà Sally Greenberg, giám đốc điều hành của Liên đoàn người tiêu dùng quốc gia Mỹ, đồng thời cũng là tổ chức vận động pháp lý về vụ việc này. Starbucks đưa ra cam kết của mình về nhà cung cấp 100% có đạo đức trên mỗi túi cà phê mà thương hiệu này bán ra. Tỷ phú Elon Musk cho biết X đang bắt đầu thêm quảng cáo vào các video tương tự như YouTube, người dùng có thể bỏ qua sau 5 giây. Bên cạnh đó, công ty sẽ cố gắng điều chỉnh để giảm độ trễ khi livestream trên X. Sau khi hàng loạt công ty lớn như Disney, IBM và Apple ngừng quảng cáo trên X vì những quan điểm gây tranh cãi của ông Elon Musk, giá trị của nền tảng đã giảm 70% so với giá bán 44 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 theo Fidelity. X đã giới thiệu một tính năng video mới tương tự như TikTok cho phép người dùng đăng tải video có thời lượng dài hơn. Công ty cho biết tính năng này thu hút hơn 100 triệu lượt người dùng hàng ngày và hơn một nửa trong số đó là Gen Z, nhóm người dùng tăng trưởng nhanh nhất trên X. Tuy nhiên, bài đăng trên blog của X không đưa ra bất kỳ số liệu nào để chứng minh. Trong nỗ lực cạnh tranh với Google và Microsoft, tỷ phú Elon Musk vào tháng 7 vừa qua đã sáng lập công ty khởi nghiệp XAI với hoạt động dựa trên một nền tảng AI mới, XAI tập hợp các nhà nghiên cứu đến từ công ty công nghệ OpenAI của Mỹ, nhóm phát triển AI DeepMind của Google, Tesla và Đại học Toronto.